Quế Vân xúc động khi con trai tự kỷ giỏi chơi đàn. Quế Vân xúc động và biết ơn mẹ chồng cũ khi thấy con trai 16 tuổi bị tự kỷ, Nhật Minh, có thể chơi piano 4 tay. Chia sẻ với ngôi sao, Quế Vân cho biết con trai cô bị tự kỷ từ nhỏ, giờ đã 16 tuổi và cao 1,8m nhưng trí não chỉ như một em bé 3 tuổi. Bé được bà nội cho học nhiều môn năng khiếu, bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với piano và vẽ. Khả năng chơi đàn hiện tại của bé là kết quả sau 2 năm tập trung luyện tập. Tôi hạnh phúc và tự hào khi em bé đặc biệt của mình có thể chơi đàn như vậy, Quế Vân nói. Đăng video Nhật Minh chơi piano với nghệ sĩ Châu Giang trên trang cá nhân tối ngày 2 tháng 9. Quế Vân bày tỏ xúc động khi thấy con trai tự tin thể hiện tài năng trước sự chứng kiến của bà nội và nhiều khách mời. Quế Vân thấy biết ơn mẹ chồng cũ vì bà đã dành nhiều thời gian, công sức để sát sao với việc học của Nhật Minh. Sau khi bố mẹ ly hôn, Nhật Minh ở với gia đình bên nội và chủ yếu được bà chăm sóc. Bà nội chính là người quyết định cho bé học nhiều môn năng khiếu, nỗ lực cùng bé trong từng môn học. Ngoài chơi đàn, Nhật Minh còn bộc lộ sự hứng thú với hội họa. Vì vậy, 2 năm gần đây, bà quyết định cho bé tập trung nhiều hơn với hai môn này. Dù không ở gần, tôi vẫn biết bà nội rất yêu thương cháu và rất vất vả khi chăm sóc. Đồng hành để Nhật Minh có khả năng như hôm nay, Quế Vân nói. Theo người đẹp, con trai cô mỗi ngày dành nửa buổi học văn hóa ở trường, nửa buổi học ở lớp can thiệp dành cho trẻ em đặc biệt và buổi tối dành cho các môn năng khiếu với gia sư tại nhà. Ngoài piano và vẽ, bé nói tiếng Anh trôi chảy, được thầy cô nhận xét có khả năng tiếp thu tốt nhưng ngại giao tiếp, chỉ khi nào thích mới chịu nói. Theo Quế Vân, con trai đã cao lớn nhưng vẫn cần người hỗ trợ trong việc chăm sóc bản thân. Bé có thể tự ăn uống một cách gọn gàng, ăn xong còn biết tự dọn dẹp, rửa bát nhưng sợ tiếng ồn, ngại giao tiếp. Chỉ khi nào có hứng mới nói. Mỗi khi ra đường, bé luôn cầm chặt tay mẹ hoặc bác giúp việc vì sợ bị lạc. Hạn chế về nhận thức nhưng Nhật Minh lại là chàng trai rất tình cảm. Bé thường bày tỏ nhớ mẹ, muốn về quê chơi với mẹ và các em. Nhật Minh sinh năm 2008, là trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của Quế Vân và chồng cũ. Cô phát hiện con trai có biểu hiện bất thường và cho đi học can thiệp từ khi bé 1 tuổi. Hiện tại, con trai Quế Vân sống cùng gia đình nội. Cô thấy yên tâm vì Nhật Minh được mọi người quan tâm, chăm sóc kỹ lưỡng. Từ khi Quế Vân cùng con trai thứ 2 và con trai thứ 3 về Bắc Giang sống, Nhật Minh thỉnh thoảng được mẹ đón về chơi với các em. Quế Vân sinh năm 1982. Cô từng hoạt động showbiz trong vai trò ca sĩ, người mẫu. Cô đoạt danh hiệu Á hậu một cuộc thi Hoa hậu Người Việt Thế giới năm 2013. Với lĩnh vực âm nhạc, cô ghi dấu ấn với ca khúc Đừng Xa Em Nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.